Ngày 11 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý báo cáo giám sát chuyên đề về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ, Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, các Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cơ bản đã tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, hầu hết không đảm bảo theo quy định của luật tiếp công dân, số lượng ngày tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc không đạt 50% theo quy định. Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh thành gồm Bình Dương, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2021. Trước thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không tiếp dân ngày nào từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 đến 30 tháng 6 năm 2021, trao đổi với phóng viên Báo Sức, Khỏe và Đời Sống, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lãnh đạo tỉnh tiếp dân thường xuyên, hàng tháng. Ngoài tiếp dân định kỳ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều buổi tiếp công dân đột xuất để giải quyết các kiến nghị, đề xuất. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, theo luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh một tháng có một ngày tiếp công dân. Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có đủ 18 kỳ tiếp công dân tại trụ sở của Ban Tiếp Công Dân tỉnh và địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tiếp công dân 10 kỳ và ủy quyền cho cấp phó là 8 kỳ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không hiểu lý do nhầm lẫn nào nên mới có cập nhật như vậy, bà Trâm nói. Cũng theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 9062 gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giải trình việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định của luật tiếp công dân. Tuy nhiên, tại báo cáo chưa nêu rõ việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xin giải trình bổ sung sau. Cụ thể, trong kỳ báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp công dân 10 ngày với 54 lượt, 73 người. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế, nên trong 2020 và đầu tháng 6 năm 2021, do bận nhiều công việc nên đã ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào các ngày Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bận việc đột xuất để đảm bảo ít nhất tiếp công dân một ngày trong một tháng, theo quy định của luật tiếp công dân năm 2013.